xin chào cô bác chị các bạn. Vâng, xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Mời cô bác anh chị các bạn tham khảo nguyên liệu mình làm vịt xiêm tiết canh này. Đây là hai con vịt xiêm. Hai vịt xiêm cho hai cục than hầm này, một người một con, và thêm một con cháo lòng nữa, một dĩa lòng. Hết thì được khoản, ăn hết thì được thưởng. Đây, hai con vịt, đây hai con vịt bầm hết, nhuyễn hết rồi. Mình loại bỏ toàn bộ xương ra. Và vắt này sao, hành tím với lại tỏi. Cho thịt vô. Cái ruột này mình vuốt giống như vuốt theo vậy. Cho chút xíu đường, đường ít thôi, bột ngọt cũng chút xíu, hạt nêm một muỗng này, nước mắm mình cho hai muỗng này, gừng sắc sợi mình bỏ vào đây một ít, còn một ít mình để mặt phải sống. Đảo đều lên, khi nào thịt vịt chín thì mình cho nước dừa vô nữa. Đây thịt chín rồi, mình cho nước dừa vô. Cho ngập thịt luôn. Thì mình nhắc xuống. Nhắc xuống để cho nó nguội mình mới chế tiết được. Chế tiết hả, mà nó còn nóng là chế tiết vô là tiết nó bầm. Nó không đỏ, nó không ngon. Cái tiết mình cắt mình lấy chỉ máu rồi hết. Rồi là mình trộn với nước xào, tại vì cái tiết thì nó rơi quá, thành ra mình không có để cái tiết khi mình pha xong rồi nè. Tự nhiên là để cái nước xào nguội, cái tiết mình đổ vô, mình trộn đều lên. Cái này là còn cái tiết thôi, chứ chỉ máu mình lấy ra hết rồi. Gừng. Gừng nó còn sống rồi, nó cay. Hồi nãy mình bỏ miếng gừng vô mình xào rồi, nó thơm thật rồi. Đây là hành tím mình nướng. Chút miếng hành tím nó cũng thơm. Đậu phộng cho đậu phộng lên. Bây giờ trước khi vô ăn mình đưa cái ý kiến coi anh ba với Tý đồng ý không ha. Bây giờ để ý với anh ba ăn hết một tô cháo này và một dĩa lòng á, với lại hết hai dĩa tiết canh này á, mình để sẵn luôn nè, là 10 chén rau, rau cũng ít thôi, xà lách bỏ vô là xèo. Thấy ăn hết thì mình dẫn hai người đi vô siêu thị sắm bất cứ cái gì cũng được hết trong vòng 3 món đồ. Còn không hết
thì thục dầu giùm mình 50 cái, đồng ý không? Rồi, chơi. Đồng ý phải không? Rồi. múc tiết vô đây, muốn ăn sao thì múc vô như vậy. Đừng múc. Rồi. Đứng ra chỗ. Muốn ăn sao tự múc. Ăn tiếc không? Ừ, không biết, anh muốn ăn kiểu sao anh múc, từ giờ nào múc sau mà 10 chén cho em là được rồi. Đó, hai tay tự xử luôn. Hai cái thằng đuôi then. À, không biết tự xử làm sao mà trong 10 chén này tự ăn, tự làm luôn. Tại vì cái khâu chế biến thì mình làm rồi. À, ăn kiểu gì ăn, hai người bữa sau là hết 10 chén một tô cháo và một dĩa lòng. Tiết canh thì phải có cháo lòng, phải cháo lòng mới đúng không ta? Đúng rồi, chính xác rồi. Ừ, tiết canh mà không có cháo lòng này là nó thất sách. Ăn cái này hết cái này là dài uống rượu vô ngang. Thôi nóng không tiêu ngang. Dài phải uống vài ly rượu vô cho nó tiêu không? Tiêu quá mới được. Đó. À. Biết làm sao ăn hết là ok. Dẫn đi siêu thị mua 3 món quà. Thì hai người lựa chọn. Dạ. Mua quần áo gì mua. Ở mà nhưng nói qua nữa, nghe nói lại. Cái không chơi mua đồ điện tử nha. Điện tử mất tiền đó mình không chơi nổi nha. Quần áo, đồ kỷ niệm gì cũng được hết, bất cứ đồ gì. Đây. Đây. Ăn tiếng còn nhiều mới ngon anh ơi. Ăn tiếng còn nhiều đúng rồi. Tiếng còn nhiều ăn mới ngon. Cái này mình làm tiết lỏng chứ không phải tiết đặc. Tùy muốn ăn kiểu gì đó ăn. Đó. Còn hồi khuyến mãi đó. Còn vậy là hồi còn khuyến mãi thêm mấy chén nữa đó nha. Chưa hết hai dĩa nha. Đó. Rồi bỏ phòng lên tí em. Là ăn là ngon lành luôn. À. Quá ngon. Đó, đồ hồng lên cái nữa, chắc miếng chanh vô cái nữa, bỏ miếng ớt vô cái nữa. Quá. Quá xa đã luôn. Đó. Đồ hồng vô. Dắt sẵn luôn đi, dắt sẵn luôn đi. Một khi 1 2 3 là quốc liền. Đồ phộng khá chút nó ngon anh. Ít quá ăn không chút đồ phộng đâu. Đó, rồi cái sợi ngán thì thêm ớt vô cho nó dằn cay lại, dằn lại. Tại vì hai cục than hồng này ăn ớt cũng dữ lắm. Ăn ớt dữ lắm, cái ớt thì mình không có ép nha, ớt lúc mà mắc quá không ép. Chơi anh em thôi, anh em ăn thích ăn kiểu gì ăn. Chứ mà khi nói ép anh em ăn ớt thì không được. Đó, thì anh em muốn ăn ớt kiểu nào đó ăn. Rồi, dắt chanh vô, quá xanh đã luôn rồi. Nha. Rồi xong ha, rồi cho anh ba cái 1 2 3 quốc luôn. Mày làm ớt hết trơn luôn hả? Còn kìa. Ớt ở ngoài nữa kìa, ngoài nhóm kìa. Rồi dắt này mình đếm 1 2 3 là hai cục than quốc nha. Rồi. Cái này cuộc chiến của hai cục than hồng. Đại chiến luôn, tiết canh. À, cháu lòng. Đó thằng nha. À, được chưa? Rồi. 1 2 3 vô. Rồi. Sao mà lại móc hết chén rồi. Đi cũng không thua nha. Nhưng mà mình nhắc lại nghe, còn một dĩa cháo lòng với tiết canh nữa nghe. Ơ lộn, một chỉ gì dĩa lòng với lại một tô cháo nữa nghe. Quá dữ à, quá dữ. Quá dữ con ơi. Quá. Hai chén luôn. Tí hôm qua, mới móc rồi. Không hả anh? Cứ từ từ ăn, không gấp. Cứ từ từ thoải mái mà ăn, miễn sao hết là được rồi. Vì sao? Lý do là gấp thì anh em sợ anh em mắc nghẹn. Quá dữ rồi. Quá dữ. Mình cầm máy mà mình nuốt không biết là cái gì trời. Hai chén
Từ từ, cứ từ từ. Ừ. Nhiều khi sợ anh em mắc kẹt, từ từ. Nhiều khi mắc kẹt cái chứ không được. Cứ ăn những sao hết rồi. Hết là đạt. Ba. Nào có đường đoan. Ừ, ừ, khỏi nha anh ba. Mày móc dữ, bỏ mày ơi. ba móc ba chén rồi. Dữ có móc ơi. Hai tay này đấu nhau đi mà. Tí hết chịu nổi rồi, hết nổi mới móc rồi. Miễn sao quan trọng mình người ta chỉ đích mình về sao mình cũng về nghe tí. Đừng bỏ cù nghe. Hết là được phải không? Ừ. Ừ. Không bỏ cù nghe. Này cuộc chiến mà nó phải là căng bụng chứ không phải căng não nha. Cuộc chiến căng bụng. Cuộc chiến rồi mà bởi bụng thôi, căng bụng hơn anh ba chiến căng bụng. Quá dữ anh ba ơi. Hai con vịt mà mình là mình mua là gần 5 kg, mình còn 2 kg mấy. Sao thấy ổn không, thấy ổn không cười hoài. Cuộc chiến của hai cuộc than hồng là chuyện nào nứt bụng thôi. Ê, ở nhà em có tủ thuốc á, không sao, chồng thêm nhiều thuốc lắm nha. Thuốc tiêu thuốc gì cũng có hết á. Rồi móc móc hết rồi, móc hết rồi, móc hết rồi, con nữa rồi, em chưa con nữa đâu, móc 5 chén rồi đó. Dạ không chơi cù nghe, hút hết nha. Cái thức canh là mấy anh múc đó nghe. Quá dữ rồi. Mình thấy chắc chắn mình không có dắt hai tay đi siêu thị quá. Thấy bộ hơi bị chậm lại đó. Mới đầu vô thì ăn thì ngon thiệt nha. Bắt đầu thấy bắt đầu no nghe. Bắt đầu lúc mà cái bụng mình nó hơi bự rồi đó là hơi khó nghe. Lúc đó đường nó bị dằn nghe mà. Ô gà lúc đó dằn. Dắt này thiệt trơn chút xíu nữa bắt đầu con cháu với dĩ lòng này là cắt căng nghe. cười miễn sao ăn hết thôi à. Nói chung là mình bắt anh em ăn có thời gian thì tội nghiệp anh em, miễn sao ăn hết thôi là ok đạt rồi. Mấy chén hả ba? Sáu chén ha, quay dữ quay, chén thứ 7 rồi. Tí mới chén thứ 5 rồi tí ơi. Ngon quá, không dám nhanh. Trời dữ ngon. Ăn từ từ thưởng thức phong tí. Đúng rồi, ăn tiết canh này, ăn từ từ thưởng thức cũng đã. Ôi. Của anh ba anh kìa. Ủa ơi, có món ưa anh ba, anh ba muốn ưa hả? Ừ hả? Quá dữ anh ba ơi. Wow. Rồi tí hết chén thứ 5. Quá dữ anh ba ơi. Khi nào thắng mình là mình sẽ dẫn hai người đi siêu thị mình quay clip luôn nha. Còn mà thấy không thắng nổi á là cái này mình nói thiệt tình với hai người nha. Tí anh ba không thắng nổi á là đừng có hối hận nha. Cố gắng đi. tí nó nhìn tôi cháu với Dĩ Lòng nữa. Lắc đầu rồi. Còn ngoài nữa nghe. Còn bổ sung hai cái dĩa còn nữa nghe, chưa có hết đó nghe. Chắc mình thắng. Thắng thì cũng tội nghiệp anh em. Mà cố anh ba ơi. Dẫn anh em dẫn anh em đi mua đồ Tết để em ăn Tết. Đồ của mình cao quá. Cao quá phải không? Đó. Cố lên.
anh ba còn một tô cháo lòng, một dĩa lòng, còn thêm một nửa dĩa tiết nữa nha. Mình nói mình ăn hết người, một người là đấu một con vịt, hai người là hai con vịt. Tình hình là chắc hồi thục dầu, chắc ra tiết quá. Thục dầu quá anh Sơn ơi. Thục dầu quá hả? Anh ba ơi. À, thục dầu không, bây giờ anh xíu mãi với em luôn. Nguyễn Sai ban hết thôi, là dẫn hai người đi luôn, không cần ăn thua. Nguyễn Sai hai người hết, dẫn hai người, còn người nào hết thì dẫn một người. Một người hết dẫn một người, hai người hết dẫn hai người đi. Cái đề nó nói trước nha, khả năng nha, không ép nha. À. Quên. Tí búa ơi. Chịu hết nổi rồi. Thằng em chịu hết nổi rồi. Búa ơi. Giờ không nhìn cái canh, nhìn cái cháo không ạ? Nhìn cái cháo hả? Cái canh này là 10 chén ok phải không? Còn cái tô cháo với dĩa lòng nó bự căng lắm á. Móc dữ thiệt vời, một chén cái thẳng ngọt ngắt luôn rồi. Quá dữ móc ơi. Còn thêm cái kia là nhỏ hả? Đó, à, hấp cháo luôn rồi. Một cháo luôn rồi. Đó. Giờ cái gà. Quá dữ móc ơi. Bỏ giữ luôn rồi đúng không ạ? À, cái này đây à, cái lòng cháo mình phải chấm nước mắm trong. Ừ. Đó mới ok. À. Bỏ giữ luôn. Hai tay bỏ giữ luôn. Không ăn kèm thêm miếng cháo để cho đỡ ngán không? Có dùng miếng không? Hả? Cho đỡ ngán. Đưa vô luôn hả? Đưa vô luôn. Quá dữ rồi. À. Ôi, móc khúc gột luôn. Sao anh ba? Ngon. Ngon hả? Ngon hả? Ừ. Thở lấy hơi chút đi, lấy hơi chút đi. Đó. Đó, to cuốn gan rồi phèo rồi lá mía dùm lum lum đó. Quá dữ anh bơi. Cười. Chậm nữa không? Tí thôi, càng ngày chậm với em. Quá dữ rồi. Thôi. Quá. Quá hả, quá hả? Lắc cái xuống hả? Vô ngoài đó. Không được tiếp đi. Miếng lợn ngắn. Đó, tí còn hơi bị nhiều nghe tí. Quá nhiều. Quá nhiều hả? Sưng đã về. Đến muôn năm, sưng đã về. Sao mà nhìn quá trình lỗi hoài vậy? Cảm giác rồi. Ăn mà nhìn tô cháo không à? Gắn lên, cố lên. Cố lên, còn chút nữa hả anh ơi, cố lên tôi. Nhưng mà còn dĩa ngoài nữa nghe, quên nữa, còn dĩa nữa nghe. Còn nữa nghe, chắc tới rồi. Đây, còn dĩa nữa nghe. Mình đầu tiên mình có nói nha, giờ ăn hết luôn toàn bộ nha. Kẹp tao vậy đó. À, đồng chí mình đó, dừng máy tắt nước lên cỏ, hình ra ốc sụt quá. Còn quá thì thông cảm. Rồi sao nhắm nổi không? Tới rồi. Sao? Tí. Ừ.
cố lên em ơi, cố lên, cố lên, gán đi, gán đi. Anh ba đâu ăn sao không ăn nữa ta? Dòm nó ăn chút đây. Dạ, dòm nó chứ đỡ hả? Rồi, rồi. Tới rồi tụi bay. Tới tụi bay. Sao 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 nhìn anh ba quậy tí. Thì á, là mồi chén với canh rồi. Còn tô cháo, còn dĩa lòng, còn thêm nửa dĩa này nữa này nghe đấy. Sao chậm rồi đấy ơi. Sao em? Nói à. Cuộc chiến nứt bụng thôi. Thôi cỡ đầu cỡ cũng phải ăn gắn hết trong chén nha. Ngon. Đó, anh là không có cho chơi mà bỏ quý của nha. Cái còn cái cũng cái gán ra tí. Em anh nói anh thôi, cho em hộp dầu chúng mày quay lại ăn tiếp. Dạ. Bây giờ khả năng hai người làm hết không? Không vậy hết rồi. Không nổi phải không? Không bản này hỏi thiệt tình làm nổi không nha. Không nổi phải không? Rồi ăn tiết canh cảm giác hai người ăn cảm giác sao? Ngon không? Ngon 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 ngon. Ngon không? Ngon. Hồi nào giờ tí có ăn tiết canh kiểu vậy chưa tí? Chưa anh Sơn ơi. Chưa hả? Dạ. Ăn thì cũng có ăn nhưng mà ăn là chén hay chén phải không? Chén hay chén chơi vậy nó không ăn nhiều vậy. À thôi giờ chịu khó phiền thục dầu dùm anh mỗi người 50 cái nghe. Cười nhau hả? À hai tay ăn còn cù rồi. Giờ chịu khó thục dầu nha. Lưu, lưu với đen vô con, cho hai bát thục dầu con, đi đi. Vô lưu, vô con. À, con lưu của mình cưng lắm, lại gần nó nằm bẹt xuống à. Rồi bắt đầu đếm 1, 2, 3 thục nha. Là có vậy là một người, mỗi một người thục 50 cái đó nha. Rồi 1, 2, 3, thục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chín, 15, 46, 47, 48, 49, 50. Và sao cảm giác sao? Tiêu chưa? Tiêu hả? Xuống luôn. Clip mình xin tạm dừng tới đây. Mình rất chân thành là cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu và xem clip và đăng ký kênh của mình. Mình cũng xin chúc cho cô bác anh chị và các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe, dồi dào. Xin chào, hẹp lại, bye.